Hello, chào mừng anh đã quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với video clip Văn Tùng sẽ cùng với các bạn phân tích lại một chút về cặp trận đại chiến viễn thông, trận đấu khép lại lượt đi giữa KT Roster và T1. Trong bối cảnh là KT hiện tại thì đang đứng ở nhóm giữa bảng xếp hạng và rõ ràng là không được đánh giá cao bằng T1 rồi. T1 thì những đối thủ cộm cán như là Gen.G, như là Run thì họ đều đã vượt qua hết rồi. Bây giờ thì chỉ phải gặp một KT đang đứng nhóm giữa như vậy. Thì đây là một trận thắng hay không có lẽ cũng không quá bất ngờ. Và vì cái lịch bình luận của VSET nó chiếm khá là nhiều thời gian, thế nên là LCK đang phát sóng vào lúc 11 giờ đêm, 23 giờ mỗi ngày. Vì vậy thì Văn Tùng cũng livestream được để mà phân tích cho các bạn, một chẳng nhẽ giờ làm hai cái song song thì nó hơi kỳ. Thế nên là Văn Tùng sẽ cố gắng làm những cái video clip phân tích để đăng lại trên kênh vào những ngày hôm sau, nên các bạn cứ yên tâm về những trận của T1 hay Weibo Gaming mà thắng thì Văn Tùng vẫn sẽ có những video clip phục vụ cho các bạn ngay ngày hôm sau nha các bạn. Mình sẽ không livestream vào những ngày cuối tuần khi mà có VSET, còn những ngày đầu tuần, giữa tuần thì mình vẫn sẽ livestream bình thường anh em nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết cấm chọn xem là T1 đã cùng với KT có một trận đấu như nào. Let's go. Ok, đến với game đấu đầu tiên thì cả hai nhập cuộc với những cái đồ rất là rõ ràng. Đối với phía T1 thì họ đang muốn hình thành một cái điều kiện thắng xoay quanh Caitlyn và con Morgana. Thực ra thì khi mà phiên bản 12.3 xuất hiện đợt nerf cho phía Caitlyn, tôi nghĩ rằng sẽ không có nhiều đội sử dụng con bài này nữa. Trừ những đội mà quá tự tin với kỹ năng cá nhân đi đường của họ, trong đó có T1. Thì bộ đôi đường dưới bên phía T1 là bộ đôi mà có được kỹ năng cá nhân đi đường rất là ghê. Và kể cả là hai cá nhân nếu tách lẻ ra thì họ cũng đều là những cá nhân rất là kiệt xuất, và khi mà họ kết hợp với nhau quá tốt đi nữa thì cái đường dưới của T1 trong ngày hôm nay đánh cực kỳ hay ở cả hai ván đấu, và họ vẫn đánh Caitlyn trong một meta mà Caitlyn đã bị nerf sức mạnh, nerf trực tiếp về khả năng đi đường, nập về khả năng đẩy đường gây sát thương các thứ đều bị nập cả, và bắt buộc khi đội hình có Caitlyn là Caitlyn phải thắng được, và T1 vẫn có thể đánh được một đội hình như vậy. Họ quyết định khóa vào Caitlyn và Morgana. Đây là hai con bài vẫn có khả năng đẩy đường tốt kết hợp với nhau ổn. Nếu như khóa bóng tối thì kết hợp với bẫy giác đồ nó sẽ áp lực đi đường rất là lớn. Và bên phía T1 thì không lấy Corki nữa. Những phiên bản trước thì các bạn thấy là Corki nó vẫn còn có thể dùng được, nhưng mà đến 12.3 khi mấy gói hàng bị nập thì T1 đã quyết định không lấy Corki. Bởi vì khi mà đã xuất hiện Caitlyn rồi mà không có sứ giả thì nó sẽ không dễ để đánh một chút xíu nào cả. Nếu như đó là Corki cộng với Jhin thì ok, còn Corki với Caitlyn thì nó sẽ bị lạc quẻ. Một con thì cần điều kiện thắng là đẩy đường khu đường dưới và ăn được giáp trụ và ăn thêm cả trụ bot nhanh nhất có thể. Một con thì lại không có khả năng đánh sứ giả ở tại 12.3. Và quyết định của T1 là lấy một con mid nó áp lực hơn một chút, đó là Lập Lăng để bắt cặp cùng với Lee Sin. Curse thì mang ra một con Rek'Sai, đây là một lựa chọn kiểu như thuận tay của Curse thôi để có thể đánh tấn công dọa ban đầu một cách bất ngờ. Và thực ra Curse đã đánh rất hay. Curse đã đánh rất hay hai tình huống ganh đầu tiên để hạn chế cái điều kiện thắng của T1 ở khu đường dưới, đó là việc mà Gumayusi cộng với Kera sẽ liên tục đẩy đường ở khu đường dưới. Thì Curse sẽ tìm ra những góc ganh và Curse đã ganh hai lần rất là thành công. Nhưng sau đó thì diễn biến nó diễn ra không được như ý bên phía KT, đến giữa trận thì họ bị vỡ trận. Bên phía T1 họ vẫn tìm ra được những cái khe hở để họ có thể trở lại ván đấu rất là nhanh sau khi họ để mất lợi thế dạng ban đầu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cái kèo đấu đường trên là kèo đấu mà nếu như bỏ 1-1 thì con Rape này nó sẽ thắng con Ragas, thắng về khả năng đẩy đường, thắng về khả năng tay đôi, bởi vì meta này hiện tại con nào mà tận dụng được cái búa tiến công con đấy sẽ rất khỏe. Và thậm chí các bạn thấy là trong ván đầu thì Curse thậm chí cũng đã lên búa tiến công, thì đây có thể là trang bị mà sắp tới nó sẽ bị sờ gáy bởi phía Riot Games ở 12.5 chẳng hạn. 12.4 thì tôi chưa thấy chỉnh sửa gì cả, và chắc chắn nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến các giải đấu chuyên nghiệp rất là nhiều nha anh em nhé. Aria thì có được con Rai, nhưng mà con Rai này thì mục đích của nó cũng chỉ là đẩy đường đường giữa và sau đó thì hỗ trợ hai đường cánh thôi, nhưng mà hình như tôi nhớ không nhầm là chỉ có tấn công được một lần xuống đường dưới ở level 6, còn đâu thì cũng không thấy được nhiều những tình huống tấn công đến Aria với cái vòng xoáy không gian hai đường cánh lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chi tiết game đấu để xem nó diễn ra như nào. Với sức mạnh được phân bố đều ở tất cả mọi thời điểm của ván đấu, và con tướng cuối cùng mà T1 đang hướng về ở trong ván đấu này đó là Morgana hỗ trợ đi 12 lượt điều đó chừng 30% máu mà thôi. Đây. Đây là một tình huống thi đấu hơi thiếu tập trung đến từ bên phía của T1. Thời điểm này thì Gumayusi có mắt nha, có một con mắt. Thời điểm 4 phút 08 này là thời điểm mà cái vòng rừng thứ hai của các rừng đều đã bắt đầu rồi anh em ạ. Đều đã bắt đầu cái vòng rừng thứ hai, và Curse cũng vậy, Curse đã về nhà bổ sung trang bị và trở lại cái vòng rừng thứ hai của Curse, và thời điểm này thì thường rừng nào cũng sẽ có định ganh khu đường dưới cả. Đối với Honor thì Honor đang lên khu vực rừng cánh trên để ăn từ khu vực cánh trên xuống, thì sẽ chưa cover được wave này. Một wave này Curse đang ở đường dưới thì Curse xuống farm người đá, thì nếu mà thấy đường dưới gank được thì sẽ gank, vào thời điểm này thời điểm rất là nhạy cảm và yêu cầu là đường dưới lúc nào cũng sẽ phải có mắt tại cái thời điểm này hết. Nhưng mà phía T1 thì hơi bị thiếu
cảnh giác ở cái vòng dừng thứ hai của Kurt và để ganh một quả mất mạng. Và Về câu đại trả lời thế đến thì từ cái đợt lính vẫn ăn được anh em ạ, cái đợt lính này vẫn là đợt lính mà phía Có T1 sự bật ăn tấn gần như công là cao trọn khu vẹn. vườn dưới nhưng thiên đỉnh kiếm đã hụt tốc biến làm choáng, Thế nên không là có tình khả huống năng nằm xuống hỗ trợ này của chưa để Ishimoto mất phải kinh nghiệm nhiều nhiều hơn và lắm, cả tốc biến nhưng vẫn bị hất tung và nhưng nó mà nó sẽ là là mất chính đi cái cầm điểm đầu thắng ở của T1 Curse. nha. Kerea còn tốc biến, anh ta đã Chết phải cả dừng nói Kerea bỏ này. chạy nhưng trước mặt của Kerea là nguyên một con rai chặn đường và tôi nghĩ rằng không còn cơ hội để cho Kerea thoát pha này nữa. Vấn đề là mạng dành cho ai, đó là Curse với điểm hạ gục thứ hai. Một lần nữa Curse lại có một góc găng Hai con mắt cắm ở đây rồi nhưng vẫn không thể nào né ganh nổi vì mất hai tốc biến anh em, mất hai tốc biến một khiên đen là không đủ. rất phù hợp. Vấn đề là bây giờ hãy lấy cái khiên đen của bộ đôi đường dưới bên phía của T1 như thế nào. Gumayoshi vừa bị kéo máu, quả bóng tối thành công, lượng máu Còn rai này xuống nữa của chịu Armin đang khá là thấp nhưng xong ngay lập tức có thêm người Aria có mặt ở đây. 7 Gumayoshi phút và chắc ganh chắn hai sẽ lần nằm thành xuống công nha các bởi bạn. vì Cho tới thời điểm ganh hai lần thành công thì cái chỉ số lính chênh lệch giữa hai xạ thủ vẫn còn nghiêng về cho Gumayusi và sau hai lần này khi Guma trở lại vẫn còn được cái thế đẩy đường, tức là sẽ ăn hai cái mạng của Gumayusi cộng với một mạng của Keria, nhưng mà cái cánh dưới bên phía KT họ không giải quyết được vấn đề là họ sẽ vẫn thua đường, trợ họ của anh vẫn sẽ ta đã thua bỏ được. chạy rồi và không còn ai có thể hỗ trợ anh ta được nữa cả. Đó Và là điểm hạ gục thứ ba cái dành lần cho lựa bên phía chọn của KT. lập lăng này của phía Trong khoảng thời T1 này gian này thì T1 là lựa chọn giúp cho họ có đủ cái áp lực để ăn sứ giả. Bên kia KT quyết định bỏ sứ giả không đánh trong pha này. Mục đích mà họ bỏ sứ giả là để tránh mất đi những lợi thế đã có rồi, bởi vì giao tranh sứ giả họ sẽ dễ bị thua. Họ quyết định bỏ con sứ giả đầu tiên này và đây là con sứ giả mà bên phía KT chỉ cần đừng chết trong khoảng thời gian đối phương cầm sứ giả là ok. Nhưng điều kiện đấy đã không được đảm bảo khi mà Emin chết quả hơi nặng đường dưới. đã mở sứ giả nhưng rõ ràng là bên phía của Cách duy KT nhất để không T1 dễ có dàng thể buông win cái bỏ đường đến dưới như và vậy đạt cái điều và kiện họ thắng của cũng mình đang bắt đầu di chuyển vào. là Lúc ganh này chết một thì len nào đó, Lan sau đó quyết định cầm con an sứ giả toàn an trụ là quay trở lại và cái đường với tối ưu nhất khu là cái đường đường dưới dưới bởi vì lúc này Amin đang có khoảng trống để đẩy. Đây là điều chúng ta cũng đã dự đoán trước. Trên đó. sân Các bạn thấy KT T1 đang dốc bằng thủ mọi giá họ phải có con sứ giả đấy nhá, con sứ giả đấy là Boss con sứ đã giả đẩy giúp KT cho họ trở lại Roadster ván thi để đấu có này thể sau hướng tới cái đội tài nguyên ba dành mạng cho bị chương mất trình của Emin ở đang ở khoảng cánh trường thời gian dưới. ban đầu. Và thực ra cũng sẽ không tự tin trong việc giao tranh 5v5 tại khu vực sứ giả khe đất. Và để xem quyết định buông bỏ này đến từ bên phía KT liệu rằng... Ui, đây là một con Rek'Sai bố tiến công à? Búa tiến công thì nó sẽ đem lại cho bạn một cái khả năng chống chịu khá là tốt nha. Và đặc biệt ở trong những tình huống đánh 1-1 với rừng đối phương chẳng hạn thì đây Trong cũng lúc là một Honor trang cầm sứ giả bị bên phía KT cũng cần tương là đối là đừng hiệu chết. quả. Chúng ta hãy cùng chờ đợi Đừng xem là liệu chết, cái bởi quyết vì định chết trong một trận đấu phát này thôi là bên của phía T1 sẽ có cái Curse cớ sẽ để dẫn trở lại ván tới cái đấu ngay lập làn tức. giữa ván như thế nào. Nhưng điều mà chúng ta có thể nhận thấy ngay bây giờ là cái chênh lệch về sức mạnh giữa anh ta và Honor là rất lớn. Nếu như trong một cuộc đối đầu 1-1 ở thời điểm hiện tại thì rất là khó để cho Honor có thể có được cái thắng lợi trước lượng sát thương Họ cũng cứ như là ỉ khả năng vào chống là chịu Curse đang mà ở búa đường tiến dưới, công đem lại Aria đang cho đẩy trước Faker vòng xoáy không gian các kiểu sắp hồi. Chính xác là như Xong họ vậy chết một quả rất nặng và luôn các bạn ạ. Chính cái Honor tình đang huống có này thể giúp cho bên phía của với T1 comeback cái này các bạn đội này. sứ giả nhưng mà không biết là có ganh nổi hay không. Đường giữa Faker bị tấn công. Rồi. Và đó là một tình huống tiếp cận thành công của Kết. Mà pha này Pha Keria nằm nó giữa, mở mắt hay Kerea đã luôn. bung chiêu cuối để giữ chân sau Avon cước thành công và đó là điểm hạ gục Mà rõ ràng dành là cho Aria Honor. với Curse đang ở Sau đường đó giữa họ đang rồi. muốn nhắm tiếp Bộ vào bot bên phía Armin. KT Đợt đánh lính đúng đã ẩu tới, của tình huống Armin này luôn. có thanh tẩy nhưng ta không có tốc biến. Tất cả những gì bên phía T1 cần Mất là trụ giữ bot được luôn nhận mà. định hướng chính xác và họ làm được điều đó. Hai điểm hạ gục dành cho T1. Sứ giả vẫn có thể được thả ở khu vực đường 10 dưới để phút đem lại bên cái phía cú sáng T1 nhất ăn cho được họ. trụ bot, đẩy Caitlyn đi khu vực đường Một pha khác. tấn công rất sắc nét đến bên phía của T1. Điều kiện Kẻ thắng đó bỗng vẫn nhiên đang trở có lại với tốc phía biến chiến T1. hồn đến từ Sau Keria hai lần nhắm nằm xuống đến. của Gumayusi. Cả hai Nếu người như đều không có có hai lần nguy nằm cơ xuống là đấy, cả hai Gumayusi đều có phải thể sử đì dụng con cánh dinh cửa này đóng của Emin cửa lên tới để tầm đột 2 phá 30 thì CS là chuyện Emin bình cũng hết thường. đường Nhưng về. mà vì Và lúc này nằm xuống tới thì 2 cái lần tốc đì không được độ bao lấy nhiêu lớp giáp cả trụ của về T1 CS. vẫn như bình thường mà thôi, Nhưng họ tự vẫn nhiên đang đây. sẵn sàng có được 10 lớp giáp trụ Tất nhiên với phía KT cũng đã tổng rất là cộng hay 2 trong cái việc đường gỡ sống trụ của nha. mình cho KT xạ họ thủ của có những mình. tình huống di Và chuyển và tới gỡ lượt trụ bên bắt phía rớt của liên Curse tục không luôn có á. trả lời, họ nhắm thẳng vào rớt ở khu vực đường dưới với 4 người, rất nhiều CC, rất nhiều sát Nhưng mà nhìn thương chung con và Caitlyn bên điểm kia hạ vẫn gục xanh anh rất em ạ. xui cho KT lại nằm vào life. Con Caitlyn Trong vẫn được nhiều tình quá, trời huống giáp trụ và vào chống giao tranh chịu với Kuma búa tiến bắn công vẫn của Curse cháy. là rất tốt. À chỉ là game này hơi Còn buồn một cười ở điểm chỗ khúc xạ thủ cuối bên phía phía T1 kết Aria thúc chập nó chững hơi rất cồng là kềnh. sâu trong pha vừa rồi nhá. Nó dẫn Chứ đến đến một giữa game họ điểm Snowball không thở nhiều nổi. thời gian để có Chứ thể khúc hạ gục cuối hơi Kuma cồng để kềnh nó thôi chứ còn còn khi khúc nào tấn đầu công. thì anh ta buộc phải tốc biến họ có để cầu tiên thoát là họ khỏi lăn cầu cõi tiên nó hồn trơn tru liền và à. tránh việc để bị đối phương có được thêm điểm hạ gục. Nhưng T1 vẫn đang đẩy nhanh tốc độ phá trụ. Quỳnh nỗ lực của Armin ở khu vực đường dưới sẽ đem về trụ đầu tiên cho anh ta. Nhưng như chúng ta cũng đã nói, Caitlyn cổ máy phá trụ hàng đầu ở tại thời điểm hiện tại trong meta đã đem về 10 lớp hai giáp trụ cơ hai hội dành cánh cho anh em T1 một cách rất nhanh chóng. Đây mới chỉ là phút thứ 13. Và combo của Life nó hơi chậm một tí, khoảng thời gian mà anh ta thả Thái Dương Hạ Sang thì nó không đủ nhanh để có thể giữ chân Honor trong pha combo đó. Và tất cả ạ. những T1 gì anh dẫn ta trước làm khoảng được chừng chỉ là một một tình ngàn tiền huống sau mà 13 phút. Thiên Đỉnh Kiếm đu theo khi đối phương đã vào sát trụ mà thôi. Họ 4-2 đẩy là tỷ số Guma tại ra điểm mid hạ rồi. gục.
Kera đi thẳng vào một con này. Faker ăn được cái mạng của Curse, Curse bị dụ hơi non. Nhiều bóng đồng hồ câu giờ và người nằm xuống là Curse. Mạng dành cho Faker. Hơi liều, hơi liều. Chênh lệch như thế này không phải đây. Chênh lệch quá lớn. Chênh lệch 14 phút 30 giây tranh được 2.000 tiền. 2.000 tiền để xuất phát từ đâu? Xuất phát từ chênh lệch lính giữa hai xạ thủ, chênh lệch trụ. 2.000 tiền này chủ yếu là chênh lệch trụ anh em nhé. Họ ăn được hai trụ bên cánh ở thời điểm mà những cái lớp giáp trụ nó vẫn mang lại rất là nhiều tiền. Bên phía KT thì ăn được 5 lớp trụ đường dưới. Nhưng mà họ bị thua CS nặng quá. Và hiện tại 14 phút thì bên phía T1 đã chấp nhận bỏ đi con rồng nguyên tố đầu tiên. Con sứ giả thứ hai còn. Tin rằng tốc độ và T1 quyết định cạnh tranh rồng 2 với đối phương ở tư thế hơn 2.000 tiền. Trước mắt là họ phải ngăn chặn pha cướp rồng đến từ. Phát đến từ bên phía T1 hài lòng với việc đổi rớt ăn nhầm đổi Honor lấy cái mạng của Honor. Tức là nếu pha này Honor chết sau đó họ về mid họ reset lại thì có lẽ cũng sẽ chẳng có gì để nói cả. Nhưng mà quyết định đánh đến từ phía T1 là một quyết định đánh rất hay. Hạ gục dành cho Aria, sau đó thì KT đang. Nếu như pha này là họ phải ngăn chặn pha cướp rồng đến từ Honor đã lao vào đá. Pha này Aria dùng vòng xoáy không gian và em minh xuống không kịp anh em ạ. Sau đó thì đang cố gắng lui về. Rascal có mặt hất tung vào đây và điểm hạ gục dành cho Aria. Sau đó và họ bị chia đội hình ra thành hai cánh khác nhau và họ team fight thua luôn. Họ đánh một hồi họ team fight 4 đánh 5 thua. Họ thua và họ mất quá trời mạng luôn. Nhưng sát thương là chưa đủ. Phía bên này Kira lao vào. Kira đánh áp được chưa kìa. Nhưng không làm choáng được ai cả. Và Life đang Guma vẫn bắn ra đà anh em ạ. Bị bắn gục bởi Guma Yoshi. Tốc độ kill dành cho xạ thủ của T1. Faker vẫn đang tiến tới ba thành viên của KT đang khá thấp. Pha này Guma thay bắn Q bắn cái R là ngon nữa. Góc bởi ba thành viên của bên phía T1. Chờ hồi chiêu, pha này là bên phía T1 đang chờ hồi chiêu, đang chờ hồi chiêu của Faker là quan trọng nhất. Bên kia thì hồi chiêu chẳng có cái chiêu nào bên phía bên kia quan trọng cả. Faker hồi chiêu cuối anh em ạ. Liệu ai sẽ là người thắng? Làm hai lần biến ảnh vào thấy chết hai người. Đó là Rascal nằm xuống, Aria cũng cực kỳ thấp máu, anh ta cũng gục ngã. Amin tiến lên nhưng anh ta bắn vào cái bóng cuối cùng cũng là điểm hạ gục hưng phấn. Bị quét sạch luôn. Mất rồng và lấy hai đổi năm, lấy ba đổi năm trên phía T1. Nỗ lực nhưng anh ta mất. Và căn bản là khi mà LeBlanc cộng với con Caitlyn nó xanh á. Xin lỗi các bạn. Thì cái khả năng nhường mạng đến từ phía T1 nó rất là dễ. Tức là khi có mạng là bên phía T1 là những cái chủ lực họ ăn mạng rồi. Một chút xíu thời và họ vẫn tạo được cái quả cầu tiết rất là lớn, sứ giả để họ vẫn ăn được trụ mít họ cũng ăn được. Khiến cho lượng sát thương ta gây ra trong phần còn lại khoa giao tranh. Từ một cái game đấu mà điều kiện thắng của họ bị mất đi hoàn toàn sau hai lần nằm xuống Guma Yuzi. Bỗng nhiên một pha tấn công ăn hai mạng ăn trụ và điều kiện thắng nó trở lại hoàn toàn đối với họ. Người chơi đường trên cũng thấy T1 đánh hơi. Rõ là bên phía KT pha đấy bot đánh lỗi. Chạy thẳng về nhà. Và đấy chỉ cần không chết thôi các bạn ạ. Lại là mục tiêu bị tấn công từ sứ giả bên phía T1 chỉ cần ăn được hai lớp giáp trụ thôi. Anh ta cũng cảm nhận không ăn được trụ là bên phía T1 rất là khó triển khai thế trận rồi. Còn pha này nữa. Pha trước Aria đổi cái kiệt sức. À đây cho tôi lại cho các bạn hy vọng là vẫn thấy. Pha này tôi xem từ replay tôi mới nhớ. Pha này Aria chuyển từ cái dịch chuyển sang cái kiệt sức anh em ở đây. Cái dịch chuyển nó có thời gian hồi nó cũng gần khoảng chừng 2/3 thời gian hồi rồi. Và ông ấy chuyển sách phép sang cái kiệt sức. Ông có đứng ông chuyển thành kiệt sức này. Chưa kịp kiệt sức thì đã bị combo chết rồi. Và nó làm cái pha sau Aria không có dịch chuyển anh em ạ. Amin đã rất nỗ lực nhưng anh ta mất lượng sát thương ta đừng giữ cái. Mất cái trụ mid luôn này. Sau đấy cái tình huống này là Aria không có dịch chuyển. Aria đang đẩy ở tốt khu vực đường trên. Đang đẩy ở đường trên vẫn đang cầm kiệt sức nha, với kiệt sức nó không giống như các cái phép hỗ trợ như kiểu là hồi máu hay thanh tẩy. Nếu trong trường hợp cần, khi mà bạn cần đổi sang dịch chuyển, bạn dùng hồi máu hay là thanh tẩy nó một phát một à. Còn kiệt sức này bạn phải đứng ở kế bên tướng bạn mới dùng được, bạn không dùng lên lính hay bạn không dùng khơi khơi được. Và nó làm Aria không di chuyển cùng với team trong tình huống này được. Faker thì có TP. Bảo phía T1 họ phản ứng rất là nhanh luôn. Từ bị tấn công từ bên phía của. Tức là đến giữa trận các bạn thấy tầm 18 phút này lúc là tiền tranh đã là 4.000 rồi. Đi đường 14, 18 phút mà tranh 4.000 tiền là nhiều rồi đó. Nó chưa phải là một trận hủy diệt nhưng mà từ thế thua mà họ đánh ra lại 4.000 tiền là bên phía T1 nó đánh rất là hay rồi. KT thì họ nỗ lực để bắt lẻ thì bị bọc một quả. Họ dồn tất cả mọi thứ vào con Ray 4 tiến công. Sau đó thì bị 4 đánh 4 thua vì hết tài nguyên mất rồi. Con Rai đi bộ chiêu cuối đến không kịp. Con Rai này đi bộ đến không kịp anh em ạ. Cố gắng thả diều, và anh ta không thả diều được rồi đã phải nằm xuống live cố gắng chạy nhưng không có góc nào cho anh ta chạy cả liên tục là những điểm hạ gục cho T1. Mid game phía KT mất kiểm soát hoàn toàn. Người cuối cùng thoát khỏi phải đâu. Mà cái mấu chốt của những tình huống đánh như thế này họ fail á, nó xuất phát cũng chủ yếu từ việc là họ mất trụ nhiều quá. Họ mất trụ là do họ bị mất sứ giả và họ bị mất cái trụ một dưới bot sớm quá. Để con Caitlyn lên top đang trụ top sau nó ra mid nó đẩy không chịu nổi, con Caitlyn đồ này nó cầm nó đẩy trụ mid banh chành hết. Mà pha này sứ giả còn ăn cả tới trụ 2 nữa. Thời điểm hiện tại là T1 đã ăn tới 4 trụ rồi. Tầm 18 phút mà ăn được 4 trụ. Tranh này 4 mạng dành cho T1 không, họ chỉ mất 2 5 trụ.
ăn thêm trụ bot nữa, pha này ăn Đường đi xuống từ thêm dưới trụ đang bot rất nữa anh đẹp em ạ. để Yoshi cộng với carry Và nó thì thành sẽ ra một cùng cái cùng thế mà với tầm Sinh ra trước 20 phút mà ăn được tầm Thunder thì 5 sẽ là trụ khu đường hoặc giữa, lý đường tưởng giữa là ăn được và 6 nó trụ sẽ giả đường giữa rồi. thì Và game họ ăn đấy được trụ 2 ở khu vực đường giữa trong tình huống giả tỷ lệ chiến rất hỗn thắng loạn của diễn phía ra, T1 nó bên rất mình cao, dồn rất nhiều tài nguyên bởi vì sau đấy để các mục bắt đầu tiêu từ sẽ đường bị giữa. ép liên tục Họ và đã đầu không tình tư huống này tình huống rất sau nhiều bị thời bắt gian 1 pha và thôi là có thể bị mất Baron luôn để rồi. có thể hạ gục đường trên của T1. Và để rồi Và nó sau vào đó cái họ thế lại rất là khó đánh khi tiếp mất hết tục cái giả trụ đẩy ngoài cùng như này. cánh 5 Đây, để có 19 thể phút ăn giành được được 5 thế trụ nha các bạn nhé. ở Chênh lệch T1 tiền là gần thực 6.000. sự là một cái khả năng chống chịu và câu giờ Bên rất KT thì đáng ngại từ đang bên phía đường trên của bên phía T1, khóa bóng tối thành công và người đang bị giữ chân lại tính là khá gỡ mạnh thì và lại người bị giữ bắt. chân quá lâu đã phải nằm xuống. Faker bấm đồng hồ câu giờ, Gumashi vẫn đang xả sát thương liên tục với bùa đỏ và là chắc chắn đã phải nằm xuống. Người có được điểm hạ gục là Ra lên Under, không kịp sau anh đó em T1 ơi. vẫn đang tiếp tục tràn lên và Rascal là Pha người này đang thì bị giữ thứ nhất chân là lại. thế đánh, Anh ta thứ không hai có nữa cách là nào để tranh đồ thoát rất là cả nhiều và quá. phát bắn xuyên táo cuối cùng đem về điểm hạ gục. Khóa Giao bóng tranh không tối thành lại, công nhưng cất không còn ai có có thể Rek'Sai giữ này làm được con anh mà đánh nữa. chỉ tầm T1 tạm thời hơn chấp 20 phút nhận đầu, được 20 phút điểm thôi. 3 điểm hạ gục Đánh tầm và 20 phút đầu về sau nó di phế lắm. chuyển về phía hang Baron và đây Có là một Rek'Sai quả ám đòn muội này miễn này. phí. Nó là con tướng để Quá đánh tấn công khoảng thời quá gian bất ban ngờ đầu đến để từ phía lấy lợi thế T1, sớm, họ sau đó đã phải nghi snowball ngờ nữa. tấn công đến từ KT Roster lên khu đường trên Mà lợi thế tạo được một và thực thì hiện một lại pha phản công throw 2 mất rồi đâu cực kỳ nữa. xuất sắc. Kendra thậm Và chí đánh gần đây là như game không này thể nó over rồi chịu anh nổi em. cái thanh tẩy của em mình Thực trong ra cái tôi tình nghĩ huống đánh đó đây là là over bên thật phía rồi nhưng mà Roster nó phía kéo theo một Rascal kịch, nó cũng over nhưng nó theo đang kịch phản bản công nó hơi đến buồn từ cười phía một chút Baron. thôi. Nếu như đối phương có định dạng Là bên phía thì T1 T1 không ai hoàn không toàn end được. lợi thế Con trong Jhin trận của đấu em dành minh cho game T1 này về phía sau trừ 21 phút này cái tới tình huống sai khi lầm nhìn tiền mà để thì mất trụ bot ấy thì về sau lại đánh rất là tiền nó hay. đổi hẳn sang màu đỏ và từ đó trở đi thì KT không còn nhìn thấy cơ hội của mình ở trong ván đấu này nữa. Lạch lên đến 9.000 22 rồi anh phút em. trôi qua và T1 đã có đủ 6 cái trụ ngoài của đối phương và vẫn còn gần 2 phút bù Nó lại vào cho cái nó thế để này có rất là thể khó phá đánh vỡ bởi những vì cái trụ tại ngoài. sao tôi nói là khi Thực mà vào sự cái thế thì này là cái cái tỷ lệ tốc win rất là độ, cao rồi bởi vì chuyển đội hình và lợi thế của T1 ở tại mùa giải hiện tại đường nào lính nó đang cũng là rất đẩy đáng anh em ngại. mà. Tôi nghĩ là giao tranh bên phía KT có thể là gần late Và game về giao tranh phía họ không có Sinh trụ thua bởi 2 vì ở phút lập trước Lang có Lee thể Sin về giao late tranh thì được nó phần cũng tính bị mạng. mất đi nhiều cái tác dụng giống Nhưng như mà con hai Rek'Sai người vậy T1 đó. cũng đều có một lượng sát thương rất là lớn cả. Nhưng mà con Và Kennen về hạ cuối thì gục nó không đường bằng con trên Jhin. của thủ Baron như thế nào đây, một con Baron Và nếu đánh xong sâu phẳng 5 năm ở quá tại các lên mục tiêu lớn quá nhiều khi sâu T1 lên chưa phía chắc đã win bên được. phía của KT Roster. Con Ryze về late Một với là lợi Ragat thế nó cũng khác khá khá biệt là nhau khỏe. và họ đều Nó đang áp chống lực chịu từ tiến phần trước khá thứ là cứng ba. á. Một thế trận mà bên phía KT Roster thực sự khó Nhưng để mà có thể bởi vượt vì qua. mất lính ba đường Sau khi nặng họ có một quá. pha tấn công rất sắc nét ở đầu Nó trận vào thì cái họ thế mất cũng hết có trụ một lượng ngoài rồi sau đó thì lính đẩy vào và liên nếu tục. như đồng thời mất đi hai đường Sau biên lại sát còn cấp Mega sâu Rip thì đẩy như vào vậy cùng một lúc nữa. Đánh thì team đây có fight thể có sẽ là hay một cỡ đòn nào đi mạnh chăng nữa thì KT cái đội nhà hình chính nó hai cứ em chơi chọi còn rất là chưa khó đủ đánh. thời gian để mạnh. Đây mới chỉ là phút thứ 22 và hai món trang bị là tất cả những gì mà Aria với Amin có thể có được. Còn đội hình của T1 thì lại quá đáng ngại, đặc biệt là với 10 7 ngàn mạng có tiền được trong tay của Gum LC thì carry của T1 đã ở món trang bị thứ ba. Họ chưa lấy được cửa Mega thứ hai. Và một hồi bên phía KT đã mở vào một con lớp lăng vẫn còn đủ tài nguyên nhiều và này hơi không tội thể nào rút bắt chút được Faker vẫn đang cố gắng rút trên phòng cái ngự vi trên máy cung không đường à. hai đang lao lên và đó là Rascal tìm kiếm Kyria nhưng bị Honor tấn công bị đá về phía của Faker, cú xích của Faker cũng và bên phía KT vẫn chưa mất ai cả nhưng vấn đề là họ đang phải dắt díu nhau về. Còn cái trụ ba ở khu vực đường giữa thì đã bị phá hủy bởi Gumayoshi. Nếu như Một không có cái pha cửa tấn công Mega ăn và được một trụ cái trụ bot ba bằng là con tất sứ cả giả những gì sớm, T1 tôi đã nghĩ có phía được. T1 có thể sẽ không thắng được game Một này. Baron Power Play lên tới khoảng chừng 3.000 tiền đến từ Cái pha đấy T1 nó giúp cho bên và phía họ T1 có thể snowball ghê đẩy quá. lên 10.000 tiền ở Họ trong giải trận đấu phóng này được Caitlyn và đi có sớm và thể nhìn họ thấy bên phía snowball KT rất khủng quá. khó. Họ muốn dùng vòng xoáy không gian để bắt một con LeBlanc. Tức là Và bây KT giờ cũng thì đã có có một rất là pha nhiều dịch những cái tính chuyển từ toán của phía họ nhưng sau đến mà từ đen Rascal nhưng liệu anh ta sẽ làm được gì đây? Kyria đã mất đi khiên đen, Rascal đã lộ diện và ta lao thẳng vào Gumayusi như combo hụt rồi. Rascal combo fail hoàn toàn không chạm được vào người Gumayusi. Và sau đó Còn thì Jhin tất này bắn cả vẫn mọi ra hy đam vọng nha. của VKT có lẽ sẽ chấm dứt trong pha giao tranh này ở khu vực đường giữa. Thì Zed vẫn đang đẩy liên tục, đã có điểm hạ gục và Damien anh ta đang hưng phấn. Giật bắn thành công, bắn tiếp vào Kyria người không còn tốc biến nữa. Faker có mặt ở đây để có thể hỗ trợ. Nhưng trong khoảng thời gian trống này thì Zed với cái búa tiến công đã đẩy thẳng vào nhà chính của đối phương. Anh ta được xác định rằng các bạn có thể giết người nhưng tôi sẽ phá nhà. Aria làm một cố Phá gắng rất quay nhanh. về để có thể phòng ngự. Nhưng lính siêu cấp nhiều quá, phần còn lại KT cuối cùng Tôi cũng thằng đã vỡ nhỏ lưới. Zed vẫn chơi game đang đầu cầm game quyền chán nên tái canh được tạo một lần cơ nào hội luôn rằng anh thề. ta sẽ không đủ sát thương để có thể giết Honor người trong không trận đấu này. Nhưng trong Honor không khoảng có lane thời canh gian tốt luôn bắn á. cầu ở trong khu vực nhà chính thì T1 có được trụ ba ở khu vực đường dưới. Game 2 còn lò dò lên canh cho mạng. Có Vẫn làm gì đánh thế này? game này thì Kurt không có đủ sát thương để có thể dứt điểm ai cả và không có đã không đủ lên khả ganh rồi năng bắt chống chịu lên để có thể sống cover sót sứ khi giả đang xong có ăn một sứ con giả xong nhờ chạy xuống bot Aria đã thả tới và đây có thể là một tình huống mà bên phía của T1 rồi mất cứ dí tiếp thằng nhỏ một đi lần phá nữa. nhà không. Honor đã bị dính giật bắn, bị dính một pha làm choáng và sau đó anh ta nằm xuống thì đỉnh kiếm không sử dụng Nhìn thành chơi công. game cũng trầm Faker đã cảm mất ghê. quyền ảnh, Aria lao tới chung với lại Rascal. Faker giật ngược lại trước mặt của Amin và sau đó thì xạ thủ của bên phía KT có được điểm hạ gục tiếp theo.
10.000 tiền nhưng mà vào con dinh Rất ba nhiều đồ để khả năng bắn sẽ vẫn vào ok anh em Infinity ạ. Roster và họ sẽ có thể có được con rồng này luôn. Một con rồng mà họ đang phải bỏ căn cứ của mình để di chuyển ra ăn. Rascal cộng với Area sẽ là những người ăn đi con rồng nguyên tố thứ tư của ván đấu này, cũng là rồng hai cho bên phía KT. Để giật về khu vực hang Baron và họ đang làm điều này. Nhưng mà Zeus vào sẽ thế không lính có di nhiều chuyển được để quá. có mặt hang Baron được, phần còn lại của KT À, đang con cố dịch phun gắng đồ mà di bắn chuyển lính nhìn thấy tới oải và luôn. tận dụng khoảng thời gian trống này. Zeus sẽ đẩy thẳng vào khu vực đường dưới. Tên lửa đạn đạo sẽ Lại không được dí bắn nhỏ vào đi mà đầy nó chỉ nhà. để lấy thông tin mà thôi. Không bốn rồi Zeus bắt đang dí có đầy mặt nhà ở thôi anh gần em ơi. khu vực hang Baron chung Mà với bên lại kia không hai về con không được. Admin. Zeus quyết định Phá rằng anh nhà. ta sẽ chạy thẳng vào Con khu Rey này vực nó phá đường nhà ghê dưới lắm để anh em có ạ. thể phá nhà và bắt buộc Bên khu kia vực phải về đầu tiên của defend thì lại mất KT đang Baron vô không ra địch nổi. phòng ngự. Area cũng đã Nó có vào cái mặt thế ở rất là đây. khó cho bên phía Nhưng KT sức á. chống chịu của Chứ đánh Zeus 5 năm sẽ tôi là không nghĩ vấn là đề đội và ngọ Vector thua của nhiều đó. thẳng vào nhà với Đánh 5 Admin năm và với con Zeus Dinh chắc là thực chắn ra họ sẽ vẫn không có thể cơ làm sở được đánh 5 việc năm này bởi vì Admin mà cũng Tiwan không tới không cho đánh 5 một lần năm nữa rất thất bại trong việc phá nhà. Zeus. Admin vẫn đang phòng ngự ở khu vực đường dưới. Faker cố gắng phá nhà ở khu vực đường giữa, còn Zed thì tiếp tục công việc của mình nãy giờ là bắn vào công trình. Nổ long cướp Oh. không thành công lắm nhưng Lai vẫn là người bị giữ lại phía bên ngoài và Kết không tiếp cận được vào Gumayusi. Admin thì đã có được điểm Zed quen vẫn thuộc, đang bắn Kết nhà đang bấm kìa. đồng hồ câu giờ khóa bóng tối thành công, bắt buộc phải dùng thanh tẩy. Zed lại Gumayusi phá đang tràn nhà. vào lượng máu của Admin không nhiều. Zed lại bỏ người phá nhà lên, lần này anh ta có thêm một người đồng đội nữa nhưng Faker là người đánh người chứ không phải là đánh nhà. Zed lại một lần nữa nằm xuống và Gumayusi bắn lưới 90 thành công. Đặt bẫy để chờ Pha này đợi Guma Area với lượng Admin đọ máu súng đang mắc bắn gắt. tiếp bắn rất tốt và có được sự hỗ trợ của cả Faker nên Admin cũng cực kỳ nguy hiểm. Bắn vào Gumayusi, sát thương Ui rất con mạnh dinh là kìa nó có bắn rồi, kìa. đã có điểm hạ gục dành cho Admin. Faker cố gắng phá nhà, biến ảnh bị giữ chân lại, sát thương của anh ta hình như là chưa đủ thì phải và Faker vẫn chưa thể nào đem lại thắng lợi dành cho bên phía của Tiêu Anh. Anh ta sẽ phải nằm xuống và một lần nữa KT phòng ngự Lính thành nhiều công. quá. Con dinh của Admin vẫn bắn ra đam và anh ta bắn không thua gì Gumayusi cả. Gumayusi đã có một tiếng gây sát thương rất ấn tượng trong pha vừa rồi. Và bằng mọi giá sẽ phải bảo vệ cho Amin. Tiêu Anh đang tràn vào, Rascal là người đứng che trước mặt và lượng sát thương rất nhiều đến từ xạ thủ của KT. Kere còn một chấm máu, anh ta vẫn đang cố gắng sống. Amin bị đá về và chưa có ai hứng cả. Amin đang hưng phấn cố gắng chạy và đây là một tình huống mà Amin vẫn. Ủa mà sao bên phía KT phải lại thua ta? Amin đã nằm rồi và đây là cơ hội dành cho bên phía của Tiêu Anh để có thể giúp. Bây giờ là 3 đánh 2 mà. Đang bị chặn lại. 3 đánh 2 mà sao không hiểu sao Cớt chết luôn. Faker đang cố ý định tiếp cận vào khu vực nhà chính của đối phương. Honor vẫn chưa vào được, anh ta cố gắng giúp. Ồ, đã chết được sub kia mà không mất gì luôn à? Có rất thiệt thần. Cấp nhiều quá và lính, tung đến từ lính cấp nhiều quá lại má ông ăn double kill quả này ảo thế, ông ăn double kill quả này ảo thật đấy, pha này không end được thì không biết là như nào luôn. Amin đã nằm rồi và đây là cơ hội dành cho bên phía của à, sao ông có thể đấm một đấm hai đấm chết cả sub kia được chiến vậy. Faker đang cố ý ông Aria ông trưởng quy tụt lưng thế. Honor vẫn chưa vào được, anh ta cố gắng dứt điểm live trước. Không giết cả Kết luôn ạ. Ảo thật. Để có thể cố gắng hồi sinh lại. Lính siêu cấp nhiều quá và pha hất tung đến từ Kết đang ngăn chặn Honor lại. Faker ui double kill ảo. Tiếp cận vào nhà chính của đối phương. Ngược lại bởi vì anh ta sợ. Faker quay ngược trở lại. Đã có chiến thắng dành cho T1, đó là lính phá nhà cho họ. Kịch bản hơi cộc kềnh nhá. Nhưng vào cái thế khó đánh lắm rồi anh em, kiểu gì không cứ đánh một thời gian sau kiểu gì lại thêm mất thêm rồng ngàn tuổi với Baron 2 sau đó cũng thua rồi. Khó đánh lắm. Đến với game 2 thì bên phía T1 muốn đẩy nhanh nhịp độ hơn một chút. Ở game 1 thì họ cũng đánh theo cái kiểu là win lane win game ở cái đường dưới. Và game 2 cũng vậy. Game 2 họ muốn đánh win lane win game thậm chí là cả đường giữa. Ở game 2 này thì họ có một con Ahri và con Ahri này với con LeBlanc thì nó cũng xem nhau, nó cũng không phải là một cái chất tướng chênh lệch gì quá đáng kể cả. Nhưng mà nó sẽ khác ở đến đoạn giữa game. Tức là đầu trận thì nó cũng là một con tướng tự chơi với con mid bên kia thôi. Nó khác so với con LeBlanc là đến giữa game thì nó là một con đánh giao tranh. Và nó thiên về khả năng đánh giao tranh tổng nhiều hơn là con LeBlanc. LeBlanc là con tướng theo dạng cấu rỉa. Bên phía của T1 game này thì Carrier đánh cực kỳ hay. Và nếu như các bạn có xem cái trận mà Carrier đánh ở đánh tấn công nhỏ lẻ khủng khiếp nhất thì đó là trận gặp bên phía của Damwon Kia. Đó, cái trận đó là cái trận mà à không phải. Trận đánh với cả bên phía của Nông Shim Red Frost. Cái trận mà đảo ganh liên tục, đảo như giang lạc, đảo khắp bản đồ ấy anh em. Đó, cái trận đó là cái trận mà cho thấy bên phía của T1 là một đội mà sẵn sàng đánh tấn công sớm, sẵn sàng đánh những pha gọi là đi ram sớm, lấy lợi thế đường đơn, lấy lợi thế đường dưới, đánh tấn công, đánh như kiểu đánh bản sắc của LPL hơn là đánh LCK á. Thì đây là một game đấu đúng theo kiểu là cả hai đánh rất là cống hiến và tốc độ của ván đấu nó nhanh hơn so với những trận đấu thông thường tại LCK rất nhiều. Số mạ gục nhiều, số pha phát động tấn công cũng cao. Và có vẻ như sau ván đấu đầu tiên thì phía T1 họ cũng rất là tự tin. Và đến với game 2 thì họ pick Ahri rồi họ pick Aphelios với Thresh. Nhưng mà họ vẫn đánh tấn công rất là mạnh trong khoảng thời gian ban đầu. Chỉ có là con Aphelios này nó không đi đường mạnh bằng con Caitlyn.
tức là sẽ không thể nào ăn trụ bot sớm, áp lực đi đường tranh 30-40 CS giống như Caitlyn làm được. Mà thay vào đó thì kèo này thì mặc dù vẫn có chênh lệch cho bên phía T1 nhưng mà nó không mạnh như game 1 thôi. Nhưng mà được bù lại thì đường dưới này, con Thresh này của Carry Roaming rất là hiệu quả ra đường giữa, hỗ trợ cho Faker giết Ahri liên tục. Đường trên thì dành rớt cũng lại hơi cho toa. Gideon trong bối cảnh là hỗ Đường trợ trên của họ thì có cả pha ganh đầu Yuki tiên và của bây giờ Honor Zeus không đang giải quyết hướng được tới vấn lựa đề chọn là là rớt chiến vẫn gì ở thua trên đây. Rascal. Anh ta nhá rất là nhiều xạ Rồi thủ có từ một những pha cái solo kill Lucian ra cho từ những rớt cái luôn Lucian nhưng chỉ cũng là không thể cái ăn queen được đấy. Rascal. Nhưng đó đều không phải là những lựa chọn ổn khi đối đầu cùng với Lee Sin, mà thay vào đó đang là như vậy là tốc hành đến từ Rascal. Tốc hành thì tức là sẽ là một con Gwen đứng trên, bởi vì Lee Sin thường đứng Mà trên tôi không biết là tại sao đứng game 2 biên KT cho Gideon vào nữa. và Gwen Cut sẽ là Gwen game 1 đứng ít trên nhất là từ đầu phía trận cut gank rất là Killmaster. bén đấy chứ hả? Chưa ăn biết. Hay là hết bài rồi? Quyết định đến từ bên phía T1 là một quyết định rất thông minh nha. Vì cho Gideon đánh Họ Lee quyết Sin định thì báo cut cả đánh một Lee Sin sách được là mà. một con mà đánh được cả với Lee Sin lẫn Chiến cả thuật nó không Gwen thay đứng đổi trên. cả. Của ấy đâu Và thì anh ta sẽ bị đi với thành tích bất bại. Ahri mất tốc biến sớm nha các bạn. Ahri bị mất tốc biến rất là sớm. Và đến Trên tình huống thì Raming còn đến từ nếu như Caria Gideon thì như vậy thì anh ta sẽ bị lộ. Ahri chết. Đây là Nhưng pha mà ăn Honor chính đã công có đầu một cho vị trí, Honor. Rascal có một lượng máu Honor kia không đánh phải mắc là hai luôn. đủ lắm, nhưng mà yêu cầu dành cho Nhưng Zed mà sẽ một mạng phải này thì hoàn Zed vẫn toàn chưa win ngăn được cả cái kèo tốt. Rascal đang lui ra, anh ta vẫn bị làm choáng. Honor Vẫn tiếp thua xét cận rất là nhưng không nhiều đủ nhá. thương và sát thương của họ tạm thời là đã đủ. Chiến công đầu dành cho Honor. Xong cái mạng đó tốt vẫn là thua quá trời CS này các bạn này. Tốt vẫn là lệch cực kỳ nhiều CS nha. Còn đây là pha Đó là quyết định Ahri của T1 chết, khả mặc dù xử năng. lý kỹ Còn năng hơi Ahri cồng không kềnh có một tốc chút. biến nha. Anh ta né được cú hung gió Yeah. và đó là một tình huống Nhưng mà vẫn có có mạng cả nha. người đi rừng của họ hỗ trợ nhưng không cứu được cho anh ta. Faker vẫn tốc biến dứt điểm với một đòn đánh thường. Đội hình Và này tiếp bên phía tục T1 toàn họ muốn bộ đánh tấn công rất mạnh cái ở cánh dưới. bộ kỹ năng đến từ W của À, mình. thực ra là cả cánh Tower trên, nhưng mà vẫn cánh đang tiếp trên tục con tiến Jax lên này hung gió của thành Zeus công bị thua chưa lane nặng đủ thời quá. gian hồi chiêu để có thể gây ra sát thương tiếp. Còn ở đường Pha này thì dưới thì Carrier mình vừa đang mất hai đẩy spell lui mid về xong phía về bot đánh T1 nhau máu 2-2. và anh ta May là tiếp một đối tục một gắn đứa cấn nhá. kéo đối phương vào tầm của trụ và đó là điểm hạ Nhưng gục bạn thấy dành là cho cái bot không còn win như Caitlyn game trước nữa lần nhá. đầu Thậm chí cái bot này là con Jinx nó đã về nhà mua trang bị, nó đã regen một lần, nó trở lại mà nó không thua CS nha, nó hơn đồ á. Thì tức là cái đường dưới phía T1 cái kèo chất tướng này không cho phép bộ đôi Gumayusi Carrier win lane một cách nặng như game đấu trước nữa, mà họ phải đặt điều kiện thắng là cái cánh trên cũng sẽ có những cái đường thắng, cụ thể là đường giữa họ sẽ được họ sẽ có những tình huống chăm sóc cho Faker hay là Honor cũng sẽ có những tình huống gank lấy lợi thế cho Honor. Gumayusi Đánh sứ giả thắng để lấy một lợi đối thế một sớm và và đó snowball. là pha mà Lion Thì kịch đã bị bản nó cũng dính giống quả như đấu tấn đầu công tiên trụ và anh ta không thể là tấn bên công phía được T1 cả. đi đường tầm 20 phút đầu thì Zeus họ đã cũng hỗ trợ ăn cho bên phía KT năm vừa sáu trụ đánh hết được rồi. một đối một mà thôi, và em mình sẽ về như thế nào đây? Anh ta cố gắng né chiều nhưng Faker không cần tung ra một tình huống Nhường hung cho gió quá xa Aphelios bởi rồi. vì anh ta đứng kế bên và không có cơ hội dành cho Amin. Bằng một pha roaming mình lấy mạng xạ thủ đối phương đây. Một tình huống lại tiếp tục tấn công nữa, án từ chuẩn xác đến từ Caria rồi. Nhưng sát thương đi Honor Và liệu có đủ hay không? Aria bị hất tung lên và anh ta nằm xuống, xoáy không Wow. kịp kích hoạt. Liên tục là Cạp những liên điểm tục hạ anh em gục ạ. dành cho bên phía của T1 và đây đúng là điều mà chúng ta đã dự đoán ở giai đoạn Kéo đầu ra của trận. đánh Họ sẽ cực tổ kỳ chức mạnh. những pha tấn công nhỏ lẻ liên Khi tục bot đã không win và được, với Thresh, Ahri và không ăn Sinh được một Zhao, lớp các trụ lượng nào sát thương đơn mục thì tiêm họ đến đi từ tấn công được Warang này khác. của T1 thực sự Và là thực ra đáng con kể để Aphelios họ của đánh được Gumayusi vẫn năm khỏe đến đấy chứ, bảy hạ gục. không yếu nhờ. Con Aphe này vẫn ăn mạng, vẫn farm Đường ổn trên và về bắn sau vẫn trụ đến từ deal Rascal, anh damage ta là lấy được rất nhiều máu đến từ Zhao, nhưng chiêu cuối lần 3 của anh ta thì nó lại mà con chưa Thresh được. đúng là Và con thiếu đi bài anh ta, mà Faker đang lên cả đang làm cho nhanh Weibo nha. lẫn cả T1 đều đánh con Thresh theo dạng là một power pick, Gideon đã cố gắng tiếp trong khi nó cận không và hẳn là rớt một đường power tốc pick cần biến phải lên tranh tốc chấp. tiến lên, xong ông vốn cước Thế thành nhiều đội công sẽ đến nhả hai cho họ điểm đánh và dành họ cho khi bên mà họ phía đánh họ của đánh cực KT, kỳ Faker hay. sẽ không vào đủ tầm để có thể Kèo này lao top lên rớt hỗ đi rồi trợ. nha, Honor kèo đang có top này là rất rớt nhiều đi mất xa kiểm luôn soát rồi và đó. đào gank đến từ Faker rồi. Đường dưới Chẳng thì qua Gideon Rascal và ẩu Yuki với đang pha có không một chiêu trận rất cuối là này sắp mất bên mạng mình thôi ở chứ. tình huống Aiming bị Faker gank chết. Còn đường trên thì hai rừng đang có một tiếng tranh chấp sứ giả thuộc về T1. Honor ăn sứ giả ngon. Gideon là người gây ra khoảng chừng 70-80% sát thương vào sứ giả, nhưng Honor lại là người có được điểm hạ gục. Và đồng thời điểm đó thì Gumayusi di chuyển vào khu vực hang rồng để có thể solo con rồng khi mà anh ta đang cầm thang hoa luân. Chứ phải là Liên một trận tục gọi là là hai mục đè tiêu len rơi khủng vào khiếp tay lắm. của T1 Tức là những pha xử và lý họ thì vẫn đôi khi đang hoàn toàn trong kiểm soát những quãng pha đường xử trên lý hang. kỹ năng vẫn còn một chút xíu xíu Đó sẽ xước là nhưng một mà Aphelios cực kỳ sai nhìn khi chung bên mà phía của Honor T1 đã có được một đang cái ở dạng lại early cạnh mà họ phát Aria động để những đánh pha tấn cả. công rất là Dưới ok. có đánh nhau nữa rồi. Kyria Pha này tôi không hiểu sao Aiming chết luôn á. đã nằm xuống và KT đang chứng minh rằng họ có khả năng gây bất ngờ ở trong ván đấu này khi mà luôn biết cách Và không hiểu tự nhiên đứng lỗi dính xạ kích xong dính anh cho dẫn lối chết kìa. để có thể tạo được những cái lợi thế nhỏ Ông Gaming nhỏ. ông đánh Nhưng ẩu mà dã sau khi có man. được điểm hạ gục thì Amin lại nằm xuống khi mà anh ta vẫn còn tốc biến. Cứ tưởng như đó sẽ là tình huống 2v2 mà họ đã có được mà hạ gục trước rồi. Với đội ta hưng phấn thì họ có thể sẽ làm được nhiều hơn cho tình huống carry lên bảng như vậy. Nhưng không hiểu sao lại có một tình huống mà Aphelios của Magic có mạng Chết lần sát thứ thương cao ba luôn đấy. anh em ơi. Ui, kỹ năng định hướng tuyệt vời đến từ bên phía của À. T1.
hung gió kết hợp với lại án tử. Xin giao Không có cơ hội Ari nào với dành cho con AFE Aria khỏe cả. Và đây là một quá. cái ván đấu mà Aria bị ngợp liên tục khi mà cứ Trừ hơi rớt đứng kia trên gọi là hơi kia khổ là thôi. Honor ra hỏi thăm. Và Honor 3 gank lần cho một đầu lần xuống không đất. ghi được cái laptop cái là bỏ luôn Khi rồi. mà đường giữa thì thua tan tác, còn ở đường dưới là một con Aphelios 3 điểm hạ gục. Với một cái lượng trang bị Phải vô cùng khủng Rascal khiếp, Zed cố gắng chống cự khu vực đường trên mà ta lao vào solo Rascal. Người chiến thắng là ẩu đường trên của bên phía T1. á. Rascal bị solo kill bởi một con Jack đang thua anh ta tới 3-4 triệu chỉ số lính. Và anh Áp ta lực. vẫn còn 3 lần chiêu cuối. Đó là cái áp lực của việc là tin vui cứ liên tục bảo vệ ở các đường khác và chính bản thân Rascal cũng bị vội Pha này trong tình Faker di huống chuyển cố gắng xuống tấn để công áp của Zed. lực ăn trụ Thế thôi. là bây giờ KT mất luôn cả niềm hy vọng cuối cùng này. Đó, kể cả là một cái đường mà bạn thấy là tầm 11 phút đầu ăn được có một lớp giáp trụ à. Họ vẫn có thể đánh điều kiện thắng của mình xuống đường dưới bằng một con sứ giả mà Honor cướp được của Gideon. Và bằng cái áp lực đến từ con Ahri đẩy đường liên tục khu đường giữa. Sau đó thì xuống gây áp lực cho ba thành. Nếu như ba đánh bốn pha này dưới trụ, bên này thua ấy nha. Bên KT thua ấy nha. Họ phải bỏ trụ chạy lấy người và khi mà ăn được của trụ mình tầm phút thứ họ 12 đang bị đẩy lui thì đây ra vẫn khỏi là một con khu AFE vực rất dưới khỏe lập và họ vẫn đèn. đặt điều kiện thắng của mình vào đây được. Faker tới gần đội hình của KT. Chỉ là Nhưng pha họ này thì sẽ bên phía không có T1 được mạng đã mà chỉ có được cái trụ đầu tiên ở phút thứ 12 mà thôi. Vẫn ăn kịp trụ top. Bây giờ thì niềm hy vọng cuối cùng của KT cũng vừa gục ngã tại khu đường trên và họ sẽ 12 phải phút nhìn đẩy vào con cái AFE gì lên top để có vẫn ăn ok anh chống em. lại những Chỉ là không ăn được trụ 2 nỗ ở bot lực của thôi. phía T1 đầy sứ giả thậm chí Trụ tiếp tục 2 một này cú nó nữa. mất một chấm, nó còn một chấm Honor máu. ở game này muốn kết thúc cho nhanh lấy 9-0. Khi mà anh ta quyết định dồn tài nguyên vào Guma Yuzi chứ không phải là rớt khu đường trên. Và Pha này Guma tưởng là Yuzi Honor vẫn chết còn anh em à. Bằng trụ Các bạn nhìn họ thao này tác tay với nhìn T1 đang mắc cắm gắt khá luôn. là sâu và họ đang gặp nguy hiểm Guma Huy pha này mà Honor sống được ảo chưa kìa. Đưa về anh Bị trụ bắn bị ba bốn người cùng êm vào vẫn flash trang qua điểm bên lỗ kia nhịp ăn mạng hỗ trợ chứ là flash chưa qua ổn bên xác định kia dứt điểm. Honor là người đã dứt điểm được live và sau đó tiến vào tấn công tiếp vào Aria. Gideon là ngoài người bị giữ xin lại giao trong pha thần này, anh ta cố án gắng tử giữ thương nhưng sát thương của ta là không đủ đắp wow. kill cho Honor và sau đó tới lượt Aria cũng phải nằm xuống mặc dù đã cố gắng tốc biến Faker lấy thêm cái thanh ra tẩy truy nữa đuổi và mình người đã dùng thanh tẩy để thoát khỏi pha hùng võ còn không phải đường trên lại lột pha sau kill nữa lần này Rascal là người có được thắng lợi đặc biệt so với những ván đấu LCK tội khác rớt khi mà mạng nó đi nhanh hơn so với lại thời gian tương tự như gì đã diễn ra ván đấu thứ nhất. Ở pha solo này thì bởi vì trang bị lớn đã hoàn thành giúp cho bên phía của cái này có rách không có không có thiếu đốt đánh không lại anh em ạ. Cuối nữa thì việc giành thắng lợi trước một đây con AFE vẫn ăn kịp lớn đầu tiên cũng khá là dễ dàng dành cho ba bốn lớp giáp trụ đường trên. Nhiên, mọi thứ đã không còn nằm trong tay của bên phía KT nữa bởi vì tôi đang nhìn vào một con Aphelios 5.000 tiền sau 14 phút game này còn nhanh hơn game trước. Game này còn nhanh hơn game trước. Game trước tầm 19 phút họ ăn được 5 trụ. 15 vừa rồi. Tầm 21 phút họ ăn được 6 trụ rồi. Cộng với Aphelios 7.000 tiền đang là nhưng mà phút 20 họ ăn Baron nên là ăn 6 trụ nó dễ lắm. Pha này đang snowball thì bị bắt. Nhiều CC rất nhiều sát thương và anh ta nằm xuống không kịp ú ớ gì cả. Một pha thi đấu hơi lỗi đỉnh từ người chơi đường giữa của bên T1 đem lại cơ hội cho bên phía KT để có được điểm hạ gục và đồng thời có được luôn con rồng. Đây cũng là thời điểm mà tiền thưởng mục tiêu đã được kích hoạt nên là một pha xử lý rất tốt dành cho KT. Đây là con rồng họ sẽ có thêm tiền thưởng mục tiêu đâu đó khoảng chừng 400 bonus cho với cái thành tích 9-0 như vậy và thực ra với cái lối chơi như vậy thì các bạn nếu mà theo dõi các thông số bạn sẽ thấy là T1 thực ra họ sẽ có một cái thông số rất early rất là tốt và kể cả pha này nếu ăn tức là tầm 20 phút đầu chắc họ vô địch ra đánh ở tại khu vực hàng rồng hay tầm 20 phút đầu họ toàn ăn được trụ và đa phần là trụ bot bởi vì Guma với cả Keria đi đường ghê quá. Đấy là game này họ không tập trung vào dọn đi đường nhiều nhá. Mà Honor cũng không ganh đường dưới nhiều mà Keria thậm chí còn ram đi đường khác á. Mà Guma vẫn xanh được. Và sau đó khi có sức giả thì họ vẫn luôn luôn tìm xuống đường dưới để có thể snowball từ cái đường đó. Tất nhiên là đến thời điểm hiện tại sau khi lượt đi kết thúc thì họ hoặc là thậm chí cách đây vài vòng họ đã có thể gọi là nhận ra được cái điều kiện thắng của mình đặt xuống đường dưới nó dễ hơn là đường trên. Mặc dù có một vài game đấu rất đánh carry rất tốt nhưng mà cũng không ít game đấu rất đánh carry không ổn. Và đánh xuống đường dưới quay xoay quanh Carrier với Guma Yuzi vẫn ổn hơn. Và tôi nghĩ rằng bộ bot hiện tại của T1 là bộ bot là Rascal. Cực kỳ mạnh rồi. Và điều đó sẽ có thể dễ dàng để mất đi những cái và cái cách họ snowball này họ ăn được 3 trụ ngoài, họ bắt đầu di chuyển cắm mắt, họ bắt lẻ. Và trong chính phần rừng của KT nữa. Thế thôi. Phong gió thành công, án tử thành công và cả một pha phong lôi thương lao vào. Thế mà snowball thôi các bạn. Không kịp ú ớ gì cả, Gideon đi đường 17 phút ăn được 3 trụ, ăn thêm được trụ top thời điểm này nữa. Sứ giả được kích ngay xong rồi ra mid ăn thêm cái mạng con Leona nữa. Thuyết thì đi đến đâu kéo dính đến đấy là chết có người đấy thôi. Mọi thứ vẫn đang diễn ra với một tốc độ đi đến đâu kéo đến đấy dính nhằng nhằng như này. Người bị giữ chân lại khu vực đường giữa là xong rồi hỗ trợ mất flash mất mạng mạng được nhiều cho AFE nữa. Mọi thứ nó đến. Lỗi vẫn đang chờ đợi được kích hoạt nó được tung ra chính xác xác định đủ. Rất là dễ dàng anh em ơi. Cái khó nhất là cái khâu đi đường á. Thì từ mùa giải 2021 là họ đi đường rất là ok rồi.
Chỉ là đến giữa game họ hay bị troll thôi. Còn sang 2022 thì bắt đầu cái lợi thế họ giữ được nó chắc hơn một chút. Và Snowball mạnh hơn một chút. À, 17 phút ăn 5 trụ rồi các bạn. Và tranh 6.000 tiền rồi. Chỉ số đi được cực kỳ ấn tượng. Mà mấu chốt là những pha phát động tấn công của họ hay là những cái khả năng đi đường của họ nó vẫn là cái điểm mạnh. Faker rất tự tin lao lên để tấn công vào Rascal bởi Venta đang có. Và bề tướng họ bây giờ hiện tại thì bề tướng đang rất là rộng đó. Một lần kích hoạt nữa hung gió đã thành công, Kirea vào, lưỡi hái xoáy không thành công nhưng Rascal không thể nào làm được gì trong pha này cả. Đã là điểm hạ gục thứ 13 cho T1 và đó là 5 mạng cho riêng Gumayoshi. 502 KDA và một con Aphelous farm bằng thời gian cũng như có rất nhiều tiền đến từ những công trình của KT Roster nữa. Vừa rồi là pha lao lên phi hồ. Đánh đây thì chắc là kết quả về sau khi mà phía T1 lần cầu thiết và thắng cái game này thì chắc là nhiều bạn cũng không có gì bất ngờ cả. Chỉ là họ đang đánh một cái sự đa dạng tướng rất là lớn. Và cái thứ hai nữa là họ xử lý biến số đầu trận rất hay. Họ xử lý biến số đầu trận đủ xuất sắc để mang lại một cái lợi thế đi đường cực kỳ lớn và sau đó thì dùng cái lợi thế đó để lăn cầu tuyết. Án tử không thành công, Baron rất nhanh dành cho phía của T1. Sau đó thì họ tấn công vào Live, người đang bị kẹt lại và đồng đội của anh ta không hề có ý định hỗ trợ. Và Live sẽ phải nằm xuống. Lại 20 phút ăn Baron nữa anh em à. Rasko đang bận ăn rồng và anh ta mất tới nửa cây máu của mình. 20 phút mất 6 trụ còn đối mặt với Baron nữa. Anh ta đang ăn dở rồng. Pha này thì đúng là ui, combo kinh gì vậy? Tay mắc to anh em ơi. Đợi cái gì nữa? Cặp bot này cùng với cặp bot của cặp bot này đi AZ là hợp lý nhỉ. Và tiễn area lên bảng lần thứ tư. Cặp bot này đi AZ cho Hà là hợp lý. Tay mắc to luôn. Đi đường thì hay mà xử lý giữa game cũng hay. Ảo thật. Bot thì đúng là một cặp bot cực kỳ giá trị. Nó đi sượt qua con lính gần nhất. Không ít game nha. Tại mùa giải này nhá, không ít game cái điều kiện thắng của T1 đặt xuống đường dưới. Là pha giao tranh cuối cùng. Tất nhiên có những ván bộ đội đường dưới của họ đánh không thực sự xuất sắc. Nhưng mà đa phần những game đấu mà bên phía T1 đánh thì cánh dưới của họ đánh rất là ok. Kể cả những trận mà họ đánh được cái thắng lên cánh trên và bắt cho Guma phải đánh những con như Jin nhá. Tôi vẫn cảm giác được cái giá trị đến từ bộ bot bên phía T1 thời điểm này là cực kỳ lớn. Tất nhiên là phần còn lại với Honor Faker thì vẫn đang hỗ trợ cánh dưới một cách hết sức đắc lực. Bởi vì hai cái đường này là hai cái đường dễ hỗ trợ đường dưới nhất. Đó là đường giữa cộng với đường rừng. Là hai đường mà dễ tác động xuống đường dưới nhất. Trước đây thì đường trên cũng có tác động được. Nhưng bây giờ khi mà cái dịch chuyển nó bỏ các bạn thì bây giờ đường trên không tác động được xuống đường dưới nữa. Rớt sẽ phải chơi game với dế hơi nhiều. Nhưng mà cánh dưới T1 thì với Faker Honor hỗ trợ cho Gumayoshi và Carrier thì họ vẫn đang hình thành một cái bộ đôi đường dưới có khả năng đặt điều kiện thắng quá tốt. Và ít nhất là meta xạ thủ hiện tại nó vẫn đang cho phép bên phía của T1 đánh xuống cánh dưới một cách hiệu quả đến như vậy. Từ gọi là thiên thời đến đợi nhân hòa luôn. Thiên thời đây tức là meta hiện tại đều đang hướng xuống cánh dưới với khả năng carry của các cái con bài nặng về khả năng carry cho bên phía của T1 và nhân hòa ở đây tức là hiện tại thì đứng dưới phía T1 đang có những cái player đang có những cái người chơi có kỹ năng đi đường quá là khủng khiếp đi và với kinh nghiệm dẫn dắt đến từ Faker nữa thì hiện tại T1 đã có được một lượt đi bất bại. Tất nhiên là trong quá trình thi đấu tại lượt đi thì họ cũng có những ván thua hay là họ cũng có những cái tình huống xử lý nó hơi fail và chệch choạc hay là nó chưa được smooth nhưng mà phải công nhận là mặt bằng chung hiện tại bên phía của Liên Minh bây giờ nó đã rất là cao rồi. Thế nên không sẽ rất khó để tạo ra một cái áp đảo tuyệt đối nó có thể được tạo ra trong cái giải đấu này. Và hy vọng là lượt về thì họ vẫn sẽ tiếp tục thi đấu tốt. Còn cặp trận này là cặp trận mà tương đối nhẹ nên Văn Tùng cũng không phân tích chuyên sâu được nhiều. Chỉ là điểm qua một vài những cái điều đáng nói về T1 thôi. Sắp tới hy vọng lượt về thì trận cuối tuần này còn trận với Nông Sim nữa anh em ạ. Nông Sim được biết là cuối tuần này thì họ đã có lap chính trở lại sau khi bị Covid hay chưa. Chứ còn khoảng thời gian vừa qua là khoảng thời gian rất là khó khăn cho Nông Sim. Nếu như không có gì bất ngờ thì chắc là T1 cũng sẽ có được điểm thứ 10 thôi sau tuần thi đấu thứ 5 này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip và rất là hy vọng các bạn sẽ thông cảm. Vì trong quá trình hiện tại thì LCK sẽ phải phát sóng 3 ngày cuối tuần vào lúc 23 giờ. Lúc đấy thì Văn Tùng sẽ không livestream được. Và Văn Tùng sẽ làm các cái clip phân tích bổ sung như thế này. Mọi người có thể theo dõi các clip phân tích ở ngày hôm sau trên kênh YouTube của Văn Tùng. Và bình luận tiếng Việt thì vẫn sẽ được phát sóng lúc 23 giờ hoặc là các bạn có xem VOD thì có thể xem ngay trên kênh sau khi cái bán đấu kết thúc. Tầm vài phút là sẽ có VOD up trên kênh lập tức nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo của Văn Tùng. Bye bye.